xuất sắc. Rồi con bỏ nó ngay đi. Rồi đúng rồi. Còn cái bị đơn tí mình đi bắt cua. Mình ăn cho mà mình bỏ cho mình nhớ đi bắt cua. Đây xung quanh đây ngoài được cua không à, tí mình ăn xong á, xong rồi bắt đầu cái mình lấy cái này nè, xong rồi bỏ vô mấy cái ô kìa, bắt cua làm món cua nướng đây, ăn như muối hải sản thì là chắc là ngon bé cháy luôn á, đúng không? Cái dẻo quần bên đây là cua không à, giờ lên là nước cỡ tầm như này nè, là cua nó nhiều lắm kìa, nó đèo hang kìa, ở bên kia cũng vậy, bên kia đèo hang cũng nhiều lắm này, mà chỉ còn thẻ miếng xương xuống là bu đầy luôn. Ừ, đúng rồi, đây kìa hang nữa kìa, quá trời. Đợt sư tử là nó bắt con nhiều cái to nữa chứ, nhớ không? Đợt là câu nè, có mấy đứa nhỏ vậy nữa kìa. Đây. Chỗ này nước là giờ mình phải tìm kiếm thức ăn, có nghĩa là mình bắt cua lên mình ăn, săn bắt. Tìm kiếm thức ăn. Nhưng mà trước tiên thì mình làm món này rồi mình mới đi nhử cua đây, đợi tới kia sẽ vô trong đây nè. Ây da, kìa hèn quế trời hèn luôn đây. Ồ, nó đùng lên nè, con này con nấy to bè cố luôn, chỉ cần bỏ cục xương xuống như đây là một tí thôi chứ lên đây hèn nữa nè. Chung là hang nhiều, nước cạn như thế này là cua nhiều lắm. Coi chừng nó trơn á, em nghe tiếng. Xong xuôi thì tí rồi mấy cháu sẽ bắt cua. Ừ, bắt cua không đi làm món cua chắc chắn là Tí Kiệt nghĩ là sẽ có, vì hen quá trời hen. Đây con coi thứ đi, con đi hai lé đi em, hai tiếng để tôi kịp xin thổi cho lé tí bỏ lên trên đây nữa. Ừ, hả? Nhưng mà bỏ dưới thì lỡ nó có tràn ra thì đây nè, con quay bên đây nữa. Đây. Đây.
Ồ thơm quá. Cái lấy nhỏ gì? Bỏ lên mình làm cái bàn màu. Cua nhiều quá, em nghe tiếng không? Tiếng mấy chú cháu sẽ đi bắt cua. Rồi. Tại em nghe tiếng ấy nha. Thì sẽ lên đây. Món này là ai chà. Để chưa? Thơm phức luôn. Tiếng hai lé. Anh chỉ sẽ thổi cái bóp này tí có than bắt cua là nướng luôn. Chắc chắn là chỉ có cua mà. Tiếng bị hái đây sau thời gian là chín không đây con bọc lên đây lủng ở dưới đó. Đó đúng rồi. Rớt không á? Này tôi thường khen. Rồi, chọc ở giữa đi. Ái da. Gỡ đi. Con đừng cái dây bạc nha. Nó dính vô đó. Đâu có nóng đâu. Ui da, ngồi cho. Đây, để gì nè. Mùi hành thơm. Món này bữa con chị đi phố nè, phố giá nè. Ba. Bữa nè, ngon cầm. Đây chê. Hên, nó có cái đây là thử cái này coi. Ui, nóng rồi. Lấy muối cho tôi. Ui, giờ nó chín đẻ chưa? Chừng cái này nó dính ăn chết ra nha. Ai xa. Đây một con ké sau khi gỡ ra nó như thế này. Không được biệt cho lắm. Nhưng mà ngon. Này. Đẹp quá. Ồ nó ngọt quá chứ. Ừ. Ăn à, lại cái chén không? Này đó tôi giật cái thẻ cái đàn giữa cua. Tiếp thử rồi. Này chà. Muối gì đây? Muối chập. Ừ, vô ăn đi chứ. Rồi giờ hai chú cháu đớp. Này chà.
cho nè, thấy nhiều cua. Rồi thử đi con. Ui giời, sao nó ngon chứ hả? Trời, nó ngọt á chứ. Đúng cái tươi là ngon. Ngon nhá. Kéo lên luôn. Ngon. Ừ. Bé cháy một chiếc luôn. Quên đem nước. Nước tí uống ăn gì. Muối chanh. Luôn uống nước mọc. Để ráng làm cách sinh tồn thôi. Lấy cái lòn nấu nước. Đúng. Một cục đây là được mấy con cua hả? Dọn lại ơi, có nhũ. Cô Hoàng thì đéo đây ăn mất. Ê, bà đẩy đây. May là nó có cái này nó không có cháy nè. Cái muối gì hả trẻ hả? Ừ. Đúng rồi, dưới chỗ này mình có mua muối này mới ngon nè. À, đổi khổ, đổi lên. Cháy vào chiếc luôn, cái này nó không có xương. Xương ít á. Ừ, nó không có xương dâm. Cái này sáng nó cái gì qua nữa? Cái chim. Chim hay cái chẻm? Chim. Cái chẻm là cái gì đây? Cái như cái hố không phải không? Nằm ăn luôn. Rồi tí lên trên lấy nước. Mà lên cái nguồn bên đây nè.
lấy nước xong rồi vừa nấu đây, vừa cho than vừa nấu. Chua đây, chua đây, cua chua đây. Ngon quá. Đây xuống trống mình lên đi sạch sẽ liền không? Cho mấy chục người sạch sẽ liền. Ăn miếng ké, ăn miếng hành nữa ngon. Mới ăn về à? Con thử về đi á. Ừ. Cái tư thật ngọt. Đây, còn cảnh miếng ké này. Thì ăn xong rồi nghe cháu kia đi tìm gì đó nấu nước về sẽ tiếp tục series phần 2 là sẽ đi bắt cua nha. Hiện tại bây giờ đang bỏ gì đây nè, tí lấy cái mồi đây nè, mồi ké nè, xong rồi bỏ vào mấy cái hang kia rồi lên cho đây nướng tiếp. Bây giờ thì chắc là đi tìm cái lông bia đó nấu nước.